À rồi, hôm nay chủ nhật thì cũng rất là vui khi đã chốt được combo sản phẩm dây tín hiệu và dây loa lọt đót cho bác khách ở Hà Nội. Thì hai sản phẩm này thì bác khách cũng đã chuyển khoản hết 100% cho Huy Cường Audio. Đấy, thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu lại cho tất cả các bác về cái dòng dây loa và dòng dây tín hiệu lọt đót Blacking và dòng dây loa hàng của Valaha 2. Đấy, một trong những dòng dây cực kỳ nổi tiếng của hãng. Riêng cái dòng Valaha 2 về dây loa kia thì hiện tại nó đang đứng nhì bảng của hãng nha các bác. Đấy, chất lượng sản phẩm cực kỳ là cao cấp cho anh em cùng tham khảo và lựa chọn đến những dòng dây loa và dòng dây tín hiệu như này nha. Đây, thì trước tiên bên Huy Cường Audio sẽ giới thiệu cho các bác trước là cái dòng dây tín hiệu lọt đót Blacking như trước nha. Thì đây chính là một cái cặp dây tín hiệu lọt đót Blacking thì hôm bữa em cũng đã giới thiệu đến tất cả các bác rồi. Đấy, thì cũng bán được cặp này là cặp thứ hai cho tất cả các bác đây. Đây, các bác cùng tham khảo nha. Đây. Đấy, trên tay em đang cầm dây chính là một cặp dây tín hiệu lọt đót Blacking. Hàng này là hàng bãi đã qua sử dụng. Riêng về cái dòng sản phẩm lọt đót Blacking này thì nó là hàng đời cổ cực kỳ là hiếm ở thị trường Việt Nam mình nhá. Đấy, các bác có thể tham khảo rất là nhiều nơi thì rất là ít có thể bán được những dòng dây tín hiệu lọt đót Blacking như này. Đấy, mà dây của nó là hàng bên em là về nguyên bản 100% từ đầu rắc đến thân dây nha các bác. Đấy, các bác có thể thấy được. Đấy, chân rắc của nó này cực kỳ dày dặn. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Chân rắc của hãng này, riêng đồ của hãng làm thì cực kỳ là tỉ mỉ nha các bác. Đấy, chân rắc thì đều được mạ vàng công nghiệp 24K, 5 tháng đã qua sử dụng. Đấy, mà chất lượng sản phẩm của nó thì còn cực kỳ là tốt cho tất cả các bác. Đó, các bác có thể thấy được không? Đấy, thân dây của nó đây. Đó, dây thì rất là nhỏ nha, rất là mềm nha. Dòng này thì cực kỳ là mềm dẻo. Các bác thấy chưa? Đó. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, này các bác nhìn này, hàng có lọt đót. Đây, hàng có lọt đót này, các bác nhìn nha. Nó đót made in USA này. Đó, dây của nó đây. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đầu rắc của nó đây. Rất là cao cấp nha. Đấy. Cặp này thì các bác có thể nhìn trông nó rất là bình thường, rất là đơn giản này thôi, nhưng mà giá thành của nó cũng rất là cao nha. Để mà nói là được sở hữu được một cặp dây tín hiệu lọt đót Blacking hiếm như thế này thì giá của nó cũng rất là tương đối cho tất cả các bác. Đấy, chỉ có 5 triệu 500 ngàn một cặp thôi. Đó, các bác có thể thấy đường dây của nó này cực kỳ là tuyệt vời. Đó. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, đây em sẽ quay mặt bên này cho anh em xem này. Đấy, mặt bên này của nó này, các bác nhìn chưa? Dây thì nó sẽ đi theo điều hướng mũi tên như thế này. Đấy, các bác sẽ cầm cắm cho nó đúng cái điều hướng mũi tên nha. Đó. Dây thì hiện tại là bên em không có nhiều đâu. Về những cái dòng sản phẩm lọt đót Blacking này thì nó là một trong những dòng cực kỳ là hiếm rồi. Rất ít khi mà bên em có thể sưu tầm về được những cái dòng dây như thế này. Đấy, riêng những dòng này thì dàn âm thanh nhà bác nào. Đấy, tiếng của nó đang dư giải bát, tiếng bát của nó chưa được, tiếng bát của nó đang dư thừa. Đấy, mà tiếng chép của nó thì chưa đẩy lên cao. Thì đây là chính là một trong những lựa chọn cho các bác này. Đấy, cải thiện rất là tốt giải chép, tiếng chép của nó rất là tơi, cực kỳ là bay bổng cho tất cả các bác. Đấy, trong trẻo, tiếng rất là sáng. Đặc biệt nếu mà kể cả là những dòng này, khi các bác nghe nha, tiếng ca sĩ lên cao hay là xuống trầm thì nó đều không có bị vỡ tiếng này, tiếng nó không có bị ù này, chất âm của nó còn giữ được nguyên vẹn từng lốt nhạc cho tất cả các bác nha. Đấy, giữ được còn từng lốt nhạc cho các bác nghe rất là chi tiết, độ tách bạch cực kỳ là cao. Đấy, thì cái dòng này thì bên em về là chỉ có 1 mét thôi, dây của nó thì nguyên bản là 1 mét nha, chứ không có chiều dài hơn. Đấy, chiều dài hơn thì bên em cũng ít khi mà về được lắm, đa số là những cái dòng này thì chỉ có về được 1 mét cho tất cả các bác lựa chọn thôi. Đấy, các bác có thể thấy không? Đấy, cặp dây tín hiệu lọt đót Blacking cực kỳ là đẹp. Đấy, thân dây của nó này. Đấy, các bác nhìn thân dây chưa? Rất là mỏng nha, sờ rất là mỏng, rất là sướng tay nha các bác, cực kỳ là đã. Những cái dòng này thì bên em bán cũng tương đối là nhiều rồi, nhưng mà để mà nói thì khẳng định với tất cả các bác là chưa một sản phẩm nào những dòng dây lọt đót Blacking này mà khách mua và chê với cái chất lượng âm thanh của sản phẩm nha các bác. Đấy, rất là hay. Đấy, những dòng sản phẩm mà khách đã nghe là chỉ có ưng thôi. Đấy, thậm chí có những bác còn báo bên em là cắm vào rồi còn không muốn rút ra nha tất cả các bác. Rất là hay, cực kỳ là tuyệt vời là cái dòng dây tín hiệu lọt đót Blacking như vậy. Đấy. Rồi, thì tiếp đến thì các bác cũng chẳng xa lạ vì nữa về cái dòng dây loa lọt đót này rồi. Đây, cái thằng này thì bán rất là nhiều rồi, thì hôm nay bác khách cho bác lấy combo luôn.
đấy, cả dây loa và dây tín hiệu đấy. Thì đây là chính là cái cặp dây loa đấy, các bác nhìn dân thân dây của nó này đấy. Thôi cũng quay cũng rất là nhiều các bác rồi, về giới thiệu sản phẩm này thì cực kỳ là nhiều rồi. Những khách nào mà đã mua về những sản phẩm như thế này thì khẳng định các bác là quá là tuyệt vời luôn, giá thành cũng rất là tốt đấy. Thì em cũng nói rồi, về cái dòng dây loa lọt đốt Valaha như thế này ấy, thì nó là hàng cắt mét và được thi công ở bên nước ngoài, nên là cái chất lượng của nó thì em khẳng định với tất cả các bác luôn là cực kỳ là cao cấp nha các bác đấy. Không bao giờ nó bị suy hao tín hiệu một chút nào cả về cái dòng dây loa lọt đốt Valaha như thế này. Mặc dù nó là hàng cắt mét và được DIY ở bên nước ngoài, nhưng mà chất lượng của nó thì so với đồ hãng hàng hộp thì nó phải 18-10 về cái chất âm mà nó mang lại nha các bác đấy. Nhưng mà giá thành của nó thì sẽ tốt hơn đấy. Cũng như những cái dòng dây loa Vanenhui đó, các bác thấy đó, nếu mà hàng Vanenhui của nó như một cặp bình thường mình mỗi vế 2,5m mà mình lên đầu rắc bình dân của nó thì nó cũng chỉ có rơi hơn 6 triệu đấy. Còn rắc cao cấp hơn thì cũng 7-8 triệu. Còn nếu mà riêng hàng hộp của nó giá bây giờ là trên 13 triệu rồi các bạn. Đấy, các bạn thể thấy được cặp dây loa này, mỗi vế 2,5m nha các bác. Đầu rắc của nó là đầu rắc full bắp chuối này. Đấy, đầu rắc full bắp chuối nha. Đấy. Riêng hãng lọt đót này thì nó sử dụng 100% là đều là những đầu rắc bắp chuối răng cưa. Mạ vàng công nghiệp 24K hết 100% nha các bác. Đấy. Đấy, giá này thì hôm bữa em bán rất là nhiều rồi. Đấy, còn hôm nay thì em bán cho một bác khách ở Hà Nội thì bác có ghép với này bộ dây loa lọt đót này cùng với lại cặp loa tan loa và đánh cùng với Acoustic 650. Thì bác có thể phối ghép thì tư vấn cho bác chọn bộ combo như thế này. Và bác cũng đã chuyển khoản đầy đủ thì cũng cảm ơn tất cả các bác. Chúng bác là rất tin tưởng shop bên Huy Cường Audio chuyển khoản. Thực ra thì bên em không có bắt chuyển khoản này hay là bắt cọc tất cả các bác đâu. Đấy, nhưng mà cũng rất là nhiều khách người ta cũng biết đấy. Tại vì khi chuyển khoản thì bên tiền cước bên em cũng giảm đi rất là nhiều. Đấy, cũng cảm ơn tất cả các bác đã tin tưởng đấy, sử dụng những dòng sản phẩm bên Huy Cường Audio và luôn luôn ủng hộ những dòng sản phẩm mới bên Huy Cường Audio về. Đấy, thì sau cái video này thì bên em cũng sẽ giới thiệu cho tất cả các bác cái dòng dây tín hiệu RGDiphone của Đan Mạch. Đấy, thì cái dòng đó thì giờ cái dòng RGDiphone của Đan Mạch á, thì hàng hôm nay em về được có 4 cặp thôi. Đấy, 2 cặp 1 mét và 2 cặp 1,5 mét, thì em sẽ làm video riêng để giới thiệu đến cho tất cả các bác. Đấy, thì những bác nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho Huy Cường Audio qua 2 số điện thoại trên màn hình kia nhá. Đấy, thì bên em sẽ gửi hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Huy Cường Audio xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp. Các bác nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những cái video clip bên Huy Cường Audio nhé.